Đức Phúc ngồi ghế giám khảo bị lăng mạ, Mỹ Tâm xuất lòng, nói một câu cả nghìn người vỗ tay rào rào. Mỹ Tâm đã có những chia sẻ khi câu chuyện học trò Đức Phúc ngồi ghế nóng một chương trình đang được rất nhiều các bạn trẻ tham gia, gây tranh luận thời gian qua. Giọng ca bất bại với sự tham gia của hai ca sĩ hàng đầu Việt Nam là Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vừa tổ chức buổi họp báo trước khi chính thức phát sóng. Tại buổi họp báo, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ vô cùng thú vị trong lần hiếm hoi ngồi ghế nóng đảm nhiệm vai trò giám khảo. Mỹ Tâm cực ngầu tại buổi họp báo. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm một số vấn đề khác như việc học trò Đức Phúc ngồi ghế giám khảo gây tranh luận thời gian qua. Mỹ Tâm đã thẳng thắn nói rằng, đúng là sự lựa chọn về giám khảo của chương trình The Debut khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng mà đầu tiên mình phải xem tiêu chí của chương trình đó là gì. Tôi không phán xét và cũng không bao giờ nói ai xứng đáng hay không xứng đáng ngồi ghế nóng. Họ phải có lý do gì thì mới được ngồi ở đó. Giống như có câu mà các bạn hay nói, phục hay không phục thì họ cũng đã ngồi đó rồi. Chương trình đó phục vụ cho khán giả trẻ. Vậy bây giờ khán giả trẻ họ thích ai? Sơn Tùng MTP, Nô Phước Thịnh, Isaac hay Đức Phúc? Người mời cảm thấy Đức Phúc ngồi đó được thì trước mắt mình hãy cứ tôn trọng chuyện đó đã. Việc thứ hai, Phúc phải tự biết mình nên nhận lời hay không. Nếu Phúc cảm thấy hoàn toàn có thể làm được thì em ấy có thể làm. Em ấy có thể không có nhiều kinh nghiệm hơn người khác, không hát hay hơn người khác, kỹ thuật cũng có thể còn yếu. Nhưng em ấy đã có hẳn quá trình trải qua một cuộc thi và cũng đã có kinh nghiệm, sự trải nghiệm thành công khi bước lên đỉnh vinh quang, sự đau khổ khi nhận những lời chê bai. Em ấy cũng có sự lột xác để trở thành một người. Khi tôi đẹp lên, bạn mới nghe giọng hát của tôi. Tất cả những vốn sống đủ đó để có thể ngồi trên ghế nóng, có thể nói chuyện với tất cả các thí sinh bước vào cuộc thi. Mỹ Tâm nói thêm, bây giờ bàn về vấn đề chuyên môn thì sẽ có rất nhiều người tranh cãi. Phúc nhận chương trình, nếu khán giả chê thì Phúc phải chịu, nhưng thí sinh chê là không được. Vì thí sinh mà chê giám khảo thì đừng có đi thi. Bước vào cuộc thi thì phải chấp nhận cuộc chơi. Còn nếu bạn đi thi mà cứ nói không phục, không phục thì ngon mà ngồi lên đây đi, không phục thì đi thi làm gì. Nếu Phúc nói không hay, không có chuyên môn thì khán giả xung quanh sẽ có cái nhìn khác về Phúc, chứ không đến lượt thí sinh. Còn đã là thí sinh thì phải thua Phúc hết, dù bạn có giỏi mấy mà bước vô làm thí sinh thì vẫn phải thua giám khảo không bàn cãi. Nam em khiến ai nấy lo ngại vì hành động như phê thuốc trên xe ô tô, người bình thường liệu có làm thế này không? Nhiều người cho rằng nam em đang ngày càng quá đà khi liên tục có những hành vi khó hiểu trong đoạn clip đăng tải gần đây trên mạng xã hội. Nam em đăng tải clip vừa lái xe vừa hát nhép cách đây ít giờ. Là một trong những người đẹp được biết đến với độ khùng và lầy lội, không ngạc nhiên khi nam em luôn có những hành động mang tính chất tương tự mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long dường như đang ngày càng quá đà khi loạt hành vi gần đây của cô liên tục khiến dư luận khó hiểu. Ít giờ trước, nam em vừa khiến fan lo sốt vó khi bất ngờ chia sẻ một clip ghi lại cảnh người đẹp trổ tài hát nhép trên nền nhạc ca khúc. Điều đang nói là cô nàng thực hiện những hành động nói trên khi đang tham gia giao thông, không chỉ liên tục nhìn vào ống kính, không tập trung lái xe. Nam em còn thường xuyên bỏ cả hai tay ra khỏi vô lăng khiến nhiều người kinh hãi. Cô nàng thậm chí còn biểu diễn vũ đạo trên xe. Dù đang lái xe, nam em vẫn hồn nhiên dùng cả hai tay để múa may, biểu diễn động tác bắn súng. Ai nấy đều thót tim trước hành động coi thường nguy hiểm của Hoa Khôi, sinh năm 1996. Bên dưới bài đăng của nam em, rất đông cư dân mạng chia sẻ sự bất bình. Khi chứng kiến người đẹp không tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia giao thông. Những ngày gần đây, nam em vừa gây chú ý với điệu nhảy lạ lùng cùng chiếc thìa. Đây không phải là bài nhảy cover bình thường, mà là một phiên bản vũ đạo theo phong cách khó đỡ chuẩn nam em. Đặc biệt là sau chuyện tình đầy sóng gió với Trường Giang, mỹ nhân sinh năm 1996, ngày càng có những hành động rất kỳ lạ và khó hiểu. Siêu mẫu Lan Khuê xúc động ngập tràn hạnh phúc khi bất ngờ được bạn trai đại gia cầu hôn. Chiều ngày 27 tháng 6, Lan Khuê đã bật khóc dâng trào hạnh phúc khi được bạn trai đại gia bí mật cầu hôn trên sân thượng với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thuộc. Cách đây vài ngày, trang fanpage bất ngờ chia sẻ thông tin Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn sẽ làm đám cưới. Cụ thể, một fanpage chuyên bốc phốt về giới nghệ sĩ đã tiết lộ rằng cô và Tuấn John sẽ chính thức về chung nhà vào tháng 10. Tuy nhiên, về phía nữ siêu mẫu vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Trước những thông tin đó,
Chiều ngày 27 tháng 6, Lan Khuê đã bật khóc, dâng trào hạnh phúc khi được bạn trai đại gia bí mật cầu hôn trên sân thượng với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thuộc. Siêu mẫu Lan Khuê hạnh phúc khi được bạn trai đại gia cầu hôn bất ngờ. Nữ siêu mẫu bật khóc vô cùng xúc động. Không khí vô cùng lãng mạn trên sân thượng được bạn trai đại gia chuẩn bị từ đầu cho buổi cầu hôn. Hình ảnh lãng mạn được ghi lại trong ngày trọng đại nhất của siêu mẫu Lan Khuê. Được biết, đây là buổi cầu hôn đã được John Tuấn Nguyễn chuẩn bị từ trước. Kế hoạch cầu hôn Lan Khuê đã bị hoãn hai lần vì nhiều lý do. Liên hệ trực tiếp với nữ siêu mẫu, người đẹp chia sẻ, cảm giác của Khuê hiện tại rất vui và hạnh phúc khi được John cầu hôn trong khung cảnh vô cùng đặc biệt này. Đến hiện tại, Khuê vẫn còn xúc động và bất ngờ bởi vì John nói với Khuê là anh đang đi công tác ở nước ngoài. Không chỉ thế, màn cầu hôn còn được chứng kiến bởi tất cả những người bạn thân thuộc nhất xung quanh Khuê. Điều này là điều mà một người đàn ông sẽ cùng Khuê đi hết cả cuộc đời mới có thể mang đến được. Tất cả những người bạn thân thuộc đều được John sắp xếp để tổ chức buổi cầu hôn trọng đại này. Tiết mục của Mr. Control Xuân Nghị ở Ơn Giời Cậu Đây Rồi khiến Hoài Linh phấn khích. Xuân Nghị với những màn xử lý tình huống thông minh dí dỏm trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi khiến khán giả cười không ngớt, cũng như nhận được nhiều lời khen từ trưởng phòng Hoài Linh. Mặc dù chỉ mới lên sóng được vài tập đầu, bộ phim truyền hình Ngày Ấy Ta Đã Yêu nhanh chóng chiếm được tình cảm từ phía khán giả. Điều đáng nói ở đây, thay vì cặp đôi chính là Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh, thì nam phụ Xuân Nghị trong vai Đức, anh chàng cảnh sát giao thông mà Son Bảo Thanh mê đắm đuối, lại trở thành cái tên gây sốt cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài dễ thương với giọng ngọng nghịu hài hước. Xuân Nghị với việc danh Mr. Control đang nhận được tình cảm rất lớn từ phía khán giả. Mới đây, khán giả đã đào mộ lại màn xuất hiện của Mr. Control trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi ở căn phòng của nam diễn viên hài Tự Long. Tại đây, khán giả đã được chứng kiến những màn đối đáp vô cùng hài hước thông minh của Xuân Nghị trước những màn hỏi khó của nàng tiên cá Tự Long. Nhiều người cho rằng Xuân Nghị rất duyên trên sân khấu hài, khi chỉ cần cất giọng nói là khán giả cũng đủ cười nghiêng ngả. Trong tiểu phẩm mà bản thân không hề biết trước kịch bản, Xuân Nghị đã bị khớp ngay từ phút đầu tiên khi Tự Long làm khó, tự nhận mình là người yêu. Tuy nhiên, ngay lập tức Mr. Control đã lấy lại bình tĩnh và xử lý tình huống vô cùng nhạy bén. Khi nàng tiên cá làm khó, bắt Xuân Nghị hát tiếp ca khúc Vương Quân và Thiếp. Mặc dù không nhớ, thế nhưng anh chàng đã nhanh chóng bịa ra một lời khác không thể hài được hơn. Điều khiến khán giả phát cuồng trước những màn đối đáp của Xuân Nghị là khi anh chàng dìm Tự Long một cách vô cùng hài hước với câu hỏi của nàng tiên cá Tự Long. Sau thời gian yêu nhau thì chàng cảm thấy con người em đẹp nhất ở điểm nào? Xuân Nghị đã có màn trả lời không thể điêu hơn. Em hỏi câu nào thì anh cũng có thể trả lời ngay được. Riêng câu này cho anh suy nghĩ một năm nhé, khiến khán giả phía dưới phải vỗ tay không ngớt. Chưa dừng lại ở đó, Xuân Nghị tiếp tục bị Huyền Lize và Thảo Ly tiếp tục làm khó khi bắt anh chàng lựa chọn giữa bên hiếu và bên tình. Ở tình huống này, anh chàng chấp nhận cái chết để không làm mất lòng cả hai. Tuy nhiên, Xuân Nghị nhanh chóng được mẹ và người yêu nàng tiên cá cản lại khi đây chỉ là màn thử lòng anh chàng. Kết thúc tình huống, nghệ sĩ Hoài Linh cũng hết lời khen ngợi diễn xuất của Xuân Nghị. Từ đầu cho tới cái khi bà mẹ xuất hiện là con đã đi theo tất cả những thử thách mà của anh Tự Long đưa ra. Cái phòng này tạo ra rất nhiều tiếng cười cho khán giả, chú thấy con rất là thông minh, cũng như rất là duyên dáng. Hoài Linh khen ngợi Xuân Nghị bởi diễn xuất duyên dáng thông minh trên sân khấu. Với hiệu ứng mà bộ phim Ngày Ấy Ta Đã Yêu mang tới, chắc chắn Mr. Control sẽ tiếp tục là điểm nhấn đáng yêu cho bộ phim, cũng như các chương trình anh tham gia, và cũng sẽ nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả. Cười ngất với thánh mê trai Lâm Vĩ Dạ. Hết dính thính Mr. Control lại muốn xỉu trước soái ca Mạc Văn Khoa. Khoảnh khắc Lâm Vĩ Dạ trúng thính dàn hot boy Mr. Control, soái ca đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ Mạc Văn Khoa khiến khán giả siêu bất ngờ cười lăn. Siêu bất ngờ là chương trình giải trí mới lạ vui nhộn và chứa đựng những yếu tố bất ngờ cho cả khán giả cùng người chơi. Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC hài hước và duyên dáng Harry Won Trường Giang cùng nhiều nghệ sĩ khách mời trong vai trò người chơi. Trong một tập phát sóng với khách mời là Lâm Vĩ Dạ, Trương Thế Vinh, Hùng Thuận, Mạc Văn Khoa và Mr. Control Xuân Nghị, chỉ với màn dạo đầu đã khiến cả trường quay cười đau cả ruột. Lâm Vĩ Dạ đóng vai công chúa Alibang, đang cần tìm chồng,
Các chàng trai lực lưỡng lần lượt xuất hiện tuyển. Peter Control và Trương Thế Vinh cùng nhau đi các quốc, khiến công chúa xao xuyến. Peter Control còn thả thính bằng ánh mắt quyến rũ Lâm Vĩ Dạ ngấp ngoải ngay. Bước ra hiên ngang trên nền nhạc đẹp trai mới có nhiều đứa yêu, ai cũng la ó vì quá đẹp. Lâm Vĩ Dạ đơ cả người vì ánh mắt tia chớp quyến rũ của Mr. Control. Nếu trai đẹp Thế Vinh và Xuân Nghị khiến Vĩ Dạ choáng ngợp, thì hoàng tử xuất hiện sau đó còn làm cô nàng xỉu ngay. Mạc Văn Khoa đeo mặt nạ khi đi ra, cùng điệu khiêu vũ sang trọng ai cũng tò mò, còn công chúa Ali Băng trái tim loạn nhịp. Đến khi Mạc công tử gỡ mặt nạ ra thì công chúa mới vỡ lẽ mình bị lừa một cú thê thảm. Công chúa nóng lòng được ngắm nhìn khuôn mặt của Mạc công tử. Nhìn thấy khuôn mặt như gấu trúc của Mạc Văn Khoa, công chúa té xỉu. Hay bị Trấn Thành mắng chửi, Trịnh Thăng Bình còn bực lại được, anh Đức mới toàn bị chê xấu thậm tệ. Anh Đức hiền khô suốt ngày bị đồng nghiệp đem nhan sắc ra nói xấu. Là đôi bạn thân thiết đi đâu, Trấn Thành cũng muốn giới thiệu anh Đức cho các cô gái xinh xắn vì sợ bạn bị ế. Thương bạn thân như vậy nhưng Trấn Thành lại thường xuyên mắng anh Đức, chê bạn xấu ngay cả khi đang quay hình. Trước người bạn luôn muốn dìm hàng mình, anh Đức chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Thậm chí còn không dám đáp trả vì sợ bị mắng gắt hơn. Tham gia chương trình phiên tòa tình yêu, anh Đức bị Trấn Thành vùi dập vì mặt xấu. Tiếp đến là Việt Hương, Hồng Vân đều chê nhan sắc của anh chàng. Nhưng mở màn phải kể đến Trấn Thành luôn kiếm chuyện chọc với anh Đức thường xuyên. Anh Đức bị cả trường quay vùi dập vì tự nhận mình nhiều mối theo đuổi, nhưng không thèm và chọn ế. Hết người này đến người khác chê bai nhan sắc, anh chàng chẳng biết làm gì hơn, ngoài ngồi nghe một mình. Trong ngày sinh nhật còn bị Trấn Thành chửi vì mời ăn ít quá. Anh Đức chỉ biết nhẫn nhịn, nhưng Trịnh Thăng Bình lại khác, đi ăn cùng vợ chồng Trấn Thành. Trịnh Thăng Bình có cơ hội dìm hàng, dùng áp để ám chỉ cả hai như hai con cún trả thù được những lần bị trêu chọc. Trịnh Thăng Bình ám chỉ vợ chồng Trấn Thành như cún. Trịnh Thăng Bình ngang nhiên lấy áo hàng hiệu của Trấn Thành ra lau áo. Anh Đức thì quá hiền, bị bắt nạt cũng chẳng dám ý kiến, chứ không tìm cách trả đũa lại. Hay bị mắng nhưng ngoài đời cả hai rất thân thiết, đi đâu Trấn Thành cũng muốn tìm người yêu cho bạn.